Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, chúng ta lại quay lại vấn đề hành chính. Tôi sẽ đặt tên cái video này có tên là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ký sai thẩm quyền. Câu chuyện này là một cái câu chuyện có thật mà văn phòng nhận được trong cái quá trình hành nghề. Tạm kể cho quý vị và các bạn câu chuyện nó như thế này. Nguyên đơn thì gồm có 8 anh chị em đi khởi kiện bị đơn là một anh chị em còn lại. Thì trong cái quá trình khởi kiện tại tòa án thì 8 cái đầu nguyên đơn này cho rằng di sản của ba mẹ để lại mà không hiểu bằng cái lý do thế nào bị đơn lại được sang tên và được cấp giấy chứng nhận qua tên của bị đơn. Và trong cái đơn yêu cầu thì khởi kiện thì nguyên đơn cho rằng là di sản là của ba mẹ để lại và yêu cầu được chia mỗi người là 1/9 di sản, thì trong đó 8 nguyên đơn thì 8 phần rồi. Trong cái quá trình mà bổ sung hồ sơ, nguyên đơn cho rằng là nguồn gốc của cái di sản mà hiện tại là bị đơn đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Thì các bạn biết không, cái tên ở phía đây là tên của mẹ, tuy nhiên cập nhật qua cái trang thứ hai nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo cái hợp đồng nào đó. Thì trong cái quá trình tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận cái đơn khởi kiện của nguyên đơn, thụ lý giải quyết và bác yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn. Lý do là như thế này. Tòa sơ thẩm nhận định rằng là tại thời điểm, ví dụ như tại thời điểm cái ba và mẹ của ngày này chết là năm 2005 đi, thì cái di sản này đã được tặng cho bị đơn, cái người con đó, từ năm 2002, cho nên đâu có còn được xem là di sản thừa kế nữa đâu. Và thế rằng là không chấp nhận, bác yêu cầu khởi kiện của các đồng nguyên đơn. Quý vị và các bạn thấy rồi, trong trường hợp di sản không còn tại thời điểm mở thừa kế, tức là tại thời điểm ba mẹ chết á, ba mẹ chết là ba mẹ trở thành vô sản rồi, lấy gì đâu mà di sản chia thừa kế. Không đồng ý với cái phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm thì các bên đã khiếu nại, đã kháng cáo lên trên cấp phúc thẩm xem xét để giải quyết. Trong cái quá trình mà nhận cái hồ sơ với vai trò người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nguyên đơn, tôi cũng lo lắm. Một cái bản án tòa án đã gần như xem xét toàn bộ mà bác yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn, trong khi các nguyên đơn cho rằng đây là di sản thừa kế của ba mẹ mình để lại. Tòa án, bản án thì lại nhận định di sản không còn tại thời điểm thừa kế. Sợ không quý vị và các bạn? Sợ lắm chứ. Khi tôi nhận một cái vụ kiện, trong khi đánh cược với uy tín và danh dự của mình để đi một cái vụ kiện mà niềm tin của những người đem đến đi khởi kiện rằng là vẫn còn là di sản của ba mẹ họ để lại và họ yêu cầu được chia một suất thừa kế, trong khi tòa án nhận định di sản không còn tại thời điểm thừa kế và đã chuyển tên qua cho bị đơn. Và bằng cái sự cần mẫn như một con ong chăm chỉ thì trong cái phiên tòa phúc thẩm tôi đã chỉ ra được cái sai về thẩm quyền ký hợp đồng tặng cho. Và như trong những video lần trước tôi nói đó, sai về thẩm quyền. Tại tòa tôi đã đưa ra quan điểm này, quý vị và các bạn ạ. Đây là cái vô giá mà trong cái quá trình hành nghề tôi có được, tôi tặng quý vị và các bạn. Tôi đã chỉ ra hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
của ba mẹ họ cho bị đơn tại thời điểm đó đúng theo quy định của pháp luật là tại Ủy ban Nhân dân quận, huyện. Tuy nhiên không biết lý do tại sao mà tại thời điểm năm 2002 đó họ đã ký tại Ủy ban Nhân dân xã. Sai rồi đó quý vị và các bạn. Và khi sai về mặt thẩm quyền thì dẫn đến việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai. Mà các bạn biết không, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thì dẫn đến việc chia thừa kế. Chỉ cần một chi tiết đất như vậy thì chúng ta có thể được ngầm hiểu rằng khi quyền sử dụng đất trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thì di sản trở thành di sản, thì cái quyền sử dụng đất này trở thành di sản của ba và mẹ. Và khi di sản của ba mẹ thì thế là chia được 1/9 thôi. Quý vị và các bạn thấy không? Thông qua cái video này tôi tặng quý vị và các bạn những cái giá trị mà không thể không thừa nhận được nếu như trong trường hợp các quý vị và các bạn đang song hành trong cái quá trình đi khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng ta có hai điều kiện để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ nhất, chúng ta hủy về mặt nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng ta hủy về trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và thông qua cái video này, tôi đã đưa cho quý vị và các bạn một cái ví dụ rất thực tiễn về việc ký sai thẩm quyền dẫn đến việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mà hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì quay lại trở lại tình trạng gọi là chia thừa kế quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Nếu quý vị và các bạn có những cái hồ sơ mà cụ thể mà chi tiết cần luật sư cầm tay chỉ việc thì tôi cũng có thể để phía dưới một cái đường link về việc tư vấn riêng cho quý vị và các bạn. Dĩ nhiên trong cái phần này thì có những cái phí gọi là phí tư vấn. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn cho rằng trời ơi, quyền sử dụng đất của tôi, của ba mẹ tôi, nhưng mà tại sao cái ông đó ông lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và nếu không khởi kiện thì rõ ràng là toàn bộ quyền sử dụng đất của tôi sẽ bị mất. Ông sẽ bán, ông sẽ chuyển nhượng, ông sẽ cầm cố ông thẹt, và cuối cùng là tôi không được gì hết. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn muốn khởi kiện thì luật sư cũng có sẵn những cái hướng dẫn cầm tay chỉ việc trong cái hướng dẫn khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chúng ta không có mong muốn rằng chúng ta sẽ gọi là vô phúc báo tụng đình. Tuy nhiên những cái video này tôi dành cho tất cả mọi người, hy vọng rằng những video có ích cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn nghiền ngẫm cái quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tôi cho rằng là của người đó là không đúng. Cái trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của tôi thì chắc chắn nếu tôi không thỏa thuận được thì tôi sẽ khởi kiện ở tòa. Cũng rất là thông cảm rất một số anh chị em, tôi không hề có ý định là sẽ nồi da sáo thịt gia đình quý vị và các bạn. Video này chỉ dành cho những ai có những nhu cầu, những cái bức xúc, những cái thiệt hại về lợi ích khi một ai đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cái phần đất mà đáng lẽ thuộc quyền sử dụng, thuộc quyền sở hữu của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Chúc quý vị và các bạn hạnh phúc thành đạt.